Và tiếp theo đây là một con âm ly rất là nổi tiếng của Lukman. Nó có biệt danh là huyền thoại về âm sắc. Đây là Lukman L80V, là đối tác cực kỳ tuyệt vời của những dòng loa Mỹ. Và đánh, nếu các bác nào có những dòng loa tăng noi Bass Eden Bass 40 đánh rất là hay, nó đánh cả Bass 40 nha các bác. Em đã có nhiều video mà test với những cặp loa tăng noi Eden, quấn rất là hay, cực kỳ ngọt ngào. Đặc trưng của dòng 80V này, tiếng bass nó rất là tròn và tiếng nó dịu nhị. Nếu các bác mà nghe nhạc vàng chơi tăng noi thì chúng ta nên sử dụng những dây AV mạ bạc nha bác. Khi đó con 80V này nó hoàn thiện về âm sắc rất là tuyệt vời. Và con này cũng lâu lâu nay mới có lại hàng cho các bác. Và con này thiếu mỗi cái thùng thôi. Sau đây em sẽ mời các bác xem. Các bác nào sưu tầm thì liên hệ cho em nha. Nếu các bác có những dòng loa Ribe như L100, L Cantori hoặc là những dòng 43 v.v. bass 30 đô lại. Nếu chơi tăng noi thì tăng noi là một những dòng loa nó độ nhạy cao nên quấn rất là tốt những dòng bass 40 nha. Nghe nhạc vàng là đây là những con âm ly thể hiện rất là tốt nha các bác. Đây các bác kia thấy độ mới và những nấm nút nó vàng chóe luôn nha. Hàng sưu tầm nha các bác. Rất là đẹp. Hôm nay về chỉ có một con Lukman này và hai con Lukman có tầm tiền. Tí nữa em sẽ quay video giới thiệu cho các bác. Hai con Lukman kia thì nó 10 triệu đô lại thôi. Em Lukman 80V này thì về độ hay của âm sắc của nó thì em không cần giới thiệu. Em giới thiệu cái cấu hình của nó là gồm là chạy hai cầu loa AB hoặc A cộng B. Nó là dòng chữ đỏ nha các bác, Lukman L80V. Đây, các bác thấy độ mới của nó nha. Đấy. Bên em luôn tuyển rất là kỹ và tiêu chuẩn tuyển hàng cũng khá là nghiêm ngặt để phục vụ các bác. Và về được những sản phẩm như này thì thấy rất là ưng ý nha các bác. Đây là phía trên của con ly, các bác có thể thấy nha. Đây là phía bên hông, bên phải. Và giá con 80V này là 22 triệu nha các bác, 22 triệu đã bao gồm phí ship. Dòng 80V thiết kế rất là sang. Và đây là phía sau của ly. Các bác lưu ý điện 100V nha các bác. Điện 100V. Con này series là 3355. Đây 3355 điện 100V. Đây là những cổng kết nối. Đấy, đường tín hiệu vào. Hai chạm loa. Đây, rất là mới nha. Thì sau đây em chính mở bên trong để các bác thấy được độ đẹp của ruột gan cũng như là chi tiết những linh kiện. Tất cả sản phẩm này là bao zin hết cho các bác nha, là sản phẩm chưa qua tay người sử dụng Việt Nam, chắc hoạt động hoàn hảo. Chỉ việc các bác ưu thích thì chốt liên hệ cho em thôi. Giá 22 triệu nha các bác. Vâng, các bác thấy sao về khung sườn phía dưới, các bác thấy ống ánh 7 màu đẹp không? Đẹp tuyệt vời luôn nha. Và đây là những cái keo niêm phong của hãng này các bác. Đấy, các bác để ý những ông đi cổ nó được sử dụng keo. Và đây là phần bo mạch phía dưới nha. Đấy, rồi sau đây em lật phía trên. Vâng, đây là bên trong của em nó. Em nó sử dụng là chạy sò sét nha các bác, sò nét đỏ đen. Đặc trưng của dòng 80V. Các bác thấy ra sexy này. Đây là phần rề âm thanh. Những con Lukman thì nó không có làm cầu kỳ như những hãng khác nha các bác, nhưng mà chất âm nó rất là hay. Quan trọng nhất là chất âm nó mang lại nha các bác, chứ không phải là ruột gan gấu hay không. Nếu anh em chơi những dòng Lukman rồi sẽ lâu năm rồi sẽ hiểu được. Có thấy sexy này. Rất là mới. Đây là phần nguồn, đây là hai tổ lục nguồn. Đây là những sò công suất nha, nguyên bản hết nha các bác. Có thấy những con ốc không? Đây là phần rề âm thanh nha. Trong này nó sẽ có chia ra hai vế này. Và đây là những con sò thúc này các bác, thúc đẩy âm thanh ra những con sò này. Sò nào đẩy ra lò cho chúng ta nghe. Đây, đây là hai con tụ. Tụ to, tụ nhỏ không quan trọng nha các bác. Các bác đừng mua hàng, đừng để ý cái tụ to hay là gì. Chủ yếu là cái thông số của tụ. Nó nhỏ nhưng mà nó thông số nó tới 10.000 mi UIP này. 10.000 UIP là nó bằng cái con tụ mà trong con âm ly 1250, con tụ nó to bằng cái lon sữa bò đó các bác. Đấy, chủ yếu là cái chất lượng tụ và thông số của tụ nha, nó không phải là to hay nhỏ, chủ yếu là cái thông số chúng nó bao nhiêu ngàn mi. Đây là 10.000 UIP này, là bằng những cái con tụ mà trong những con âm ly tiêu nó to bằng như cái lon bia đấy. Tuy nhỏ nhưng mà có vỏ. Đây các bạn thấy độ mới của sản phẩm nha, nó rất là mới, có sexy này.
giá em đang giao bán là 22 triệu đã bao gồm phí ship nha các bác. Các bác nào lấy thì liên hệ cho em nha, qua hai số điện thoại này em gửi hàng tận nơi cho các bác.